Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Mini World mới của mình nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình, cùng với lại kênh YouTube của các thành viên của Team Hero nữa nha. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Như các bạn đang thấy đây, chúng ta đang đứng ở trên một cái mảnh đất nhìn rất là lạ luôn đúng không các bạn? Đó, thì chúng ta đang sinh tồn ở trên một cái trái đất anh em ơi. Tại sao mình lại nói là trái đất? Thì anh em hãy nhìn nha. Đây, đầu tiên cái chỗ mà mình đang đứng nè, các bạn xem nè, ở chỗ này là sa mạc nè, đó, thấy không, sa mạc nè. Còn ở trên đây là mặt đất là vùng đồng bằng nè. Bên đây các bạn biết ở chỗ nào không? Bên đây hình như là, ha, à, bên đây là mặt trăng nè các bạn. Bên đây là cái mặt trăng nè các bạn thấy không? Đó, bên đây là mặt trăng nè. Rồi, còn bên kia là gì ta? Để mình qua bên kia mình xem thử coi. Đi 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 qua đây Sammy. Này, bên đây để mình xem nha. Bên đây hình như là, ha, à, bên đây là vùng đất đỏ bạn ơi. Bên đây là vùng đất đỏ nha. Còn bên kia sao là gì ta? Đúng không? Sao hỏa không biết, đúng không? Tôi không biết, không, cái này là vùng đất đỏ chứ không phải sao hỏa đâu. Còn bên đây á là băng nè, bên đây là vùng tuyết nè các bạn ơi. Và chúng ta đang đứng ở trên một cái gọi là thế giới, một cái thế giới hình tròn các bạn à. Và chúng ta chỉ được sinh tồn ở trên cái trái đất thế giới hình tròn này thôi. Đó, rất là lạ luôn đúng không nào? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à sinh tồn ở trên cái thế giới này nha anh em. Và hôm nay mình có mời đến bạn Sammy Đào của chúng ta nè. Mình sẽ cùng với Sammy sinh tồn ở trên cái thế giới này nha anh em. Ok. Rồi Sammy, tôi nói bạn nghe này nè. Bạn có biết cái thế giới này có gì lạ không? Ok bạn ơi, Sammy dễ bị lừa mấy bạn ơi. Mình giờ mình giỡn xíu, Sammy bị lừa, Sammy bị rơi xuống luôn rồi. Ok các bạn ơi, mình sẽ lừa Sammy thêm lần nữa nha. Bà lại đây, bà đứng ở chỗ này đi, bà đứng chỗ này nè. Đứng ở đây. À, không, bên đây đi, đứng bên đây nè, đứng bên đây nè. Đó, ok, đứng bên đây. Được làm đi. Đứng sát. Không, tôi đâu quýnh được đâu. Đứng im nha, đứng im nha. À coi nè, tôi Umbala xì bùa là Umbala xì. Ok bạn ơi, Sammy dễ bị lừa các bạn ơi. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau là sinh tồn ở trên cái trái đất hình tròn này nha anh em. Ơi, cái ông dân làng, ông làm gì nè Sammy ơi. Ông dân làng tự nhiên cứu ông nhanh lên. Cứu ông đi. Trời, ông leo lên cái cây xương rồng, cái ông bị xương rồng đâm đây nè. Trời, cái ông này dốt vậy. Ông này ông bị gì vậy trời? Trời. Xuống dưới đi. Trời ơi, cái này. Rồi. Rồi xong. Ổng tung vô cây xương rồng, ổng chết luôn rồi tại Sammy á. Bốc hơi luôn chứ ông á, tôi làm gì đâu. Tại Sammy á chứ tại tôi thì nào. Ok, để mình xem coi trong đây có gì nha. Thì trong cái rương này, chúng ta đang có gọi là dung nham nè và thùng nước nè. Ok. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ tạo cái chỗ mai trước anh em ơi. Cái này cũng giống như là chúng ta đang chơi Sky Block á anh em. Đó, bọn mình sẽ tạo một cái gọi là chỗ để đào dung nham trước nha. Ở Sammy, bà có được bộ giáp không? Tôi có bộ giáp da nè, tôi mặc vô. Ủa, ông nói cho tôi tưởng ông cho tôi chứ. Ê, trời, bà trời. Hình như là tôi nhớ bà cũng có giáp da mà. À, có nè, có. Ok, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đào một cái chỗ, làm một cái chỗ mai nha. Ui, hình như trời sắp tối rồi Sammy ơi. Giờ sao? Thôi không sao, không sao. Chúng ta chỉ cần gọi là làm cái chỗ mai trước đi, không sao cả, an toàn. Thêm một ô nữa. Rồi. Đổ bên đây mới đúng nè. Rồi đó, nó chèn qua đây, nó sẽ tạo cục đá. Đó. Trời ơi, tôi biết ông sai chỗ nào rồi. Đào ra nè. Cái này. Rồi, thêm cục đá nữa. À, thấy không? Đó, bây giờ chúng ta đào, cứ hỡi đào xong là chúng ta sẽ được thêm cục đá nè, thấy không? Thấy tôi làm hay không? Không. Không gì mà không, tôi làm hay ơi là hay luôn chứ không gì đó. Bà đào bên đây đi. Còn tôi sẽ làm một cái chỗ khác cho tôi. Sao? Cái gì vậy? Qua đây. Bà nhìn thấy không? Bà nhìn thấy con người ngoài hành tinh bên dưới kia không? Không. À, kìa. Có. Ui, dễ thương vậy. Cái này là ôm nó cái. Bà xuống bà ôm nó đi. Xuống đi. Xịt lại đây, Đúng rồi, đứng ở đây. Đứng ạ. Bà thấy con đó không? Thấy. Xuống dưới đó đi. Có gì đâu. Ủa, tôi tưởng hả? Các bạn ơi, Sammy nước quá, Sammy không biết gì luôn các bạn ơi. Sammy tưởng con đó là con người ngoài hành tinh các bạn ơi. Sammy kêu dễ thương quá. Không biết đâu. À, có con nhện kìa ghê quá. Giết nó đi. Nhện à. Mày hả nhện? Ok rồi, giết nó rồi. À, khoan từ, hình như là giết nhện chúng ta sẽ có đồ ăn thì phải. Để coi coi. Có được đồ ăn không? Ủa, không có đồ ăn. Thôi kệ đi. Ơi Sammy, bên đây có quà Giáng sinh nè. Sammy, qua đây. Đâu? Nè. Đâu? Bên đây nè. Một đống đâu? Quà Giáng sinh luôn thấy không? Bây giờ bà. Con nghe kìa. Ôi, để tôi. Ôi. Mày hả nhện? Mày hả nhện? Rồi tôi giết nó rồi. Ở qua đây. Sao?
Nè, bà thấy cái quà Giáng sinh không? Bà chỉ cần đập cái quà Giáng sinh bà sẽ được quà đó. À được hả? Ôi, ôi gì vậy? Ủa được cái này là Giáng sinh nè. Thôi tôi đập thử nha, tôi đập thử hộp quà nhỏ coi. Đập nè. Ui, tôi được cục kẹo luôn. Coi nè. Tôi được nguyên cục kẹo to đùng luôn các bạn ơi, mình được nguyên cục kẹo luôn. Ăn. Trời ơi, nguyên cục kẹo luôn các bạn ơi. Sammy còn bên đây nè, còn bên đây còn hộp quà nè. Không, cái đó để trang trí chứ không ăn được. Bên đây còn hộp quà nè, đập đi. Thôi cho tôi đập cái này to hơn, chắc là quà xịn hơn. Ờ đập đi. Ô thành sô cô la. Ô được sô cô la luôn hả? Rồi ok. Trời ơi. Vậy. Ủa, đâu ăn được mà, ăn được mà. Đây là gạch chứ không phải là sô cô la. Bà ngước lên trời bà ăn được á. Ừ ăn được thấy không? Đó ăn được á. Cái này ăn được, cái này ăn được, cái này sô cô la là ăn được. Rồi ok, để mình xem hộp quà được gì nha. Đập ra nè. Ê. Được quà trang trí các bạn ơi, được cái này để trang trí nè, gắn lên mấy cây nè, đó. À, tôi trang trí được nè, cho trang trí lên cái chỗ tôi. Ủa trang trí ở nhà không? Sao trang trí đó là vậy? Bây giờ chúng ta phải xây cái nhà đi, tôi nghĩ là chúng ta đập cái ngọn núi nhỏ nhỏ này ra, chúng ta xây cái nhà ở đây đi ha. Được không? Đúng rồi, đập ra đi. Ok, đập nó ra, đập nó ra để xây nhà. Mình nghe nói là dạo gần đây mấy bạn đang thi đúng không? Bạn nào mà đang học bài thi hay các bạn nên thắp sáng đèn lên nha, không thôi là bị đau mắt á, bị cận giống mình luôn á nha. Đó, rồi đúng rồi. Mà mấy bạn thi sao rồi? Mấy bạn được bao nhiêu điểm? Mấy bạn được học sinh gì? Nhớ bình luận lại cho mình biết nha, mình sẽ thả tim cho các bạn nha. Trời ơi, chắc là fan của Phong Cận là nhiều bạn học sinh giỏi lắm luôn á trời. Còn fan của Sammy chắc học sinh trung bình quá. Ôi, vô duyên quá à, không vô duyên. Dạ fan tôi. Fan bà sao? Fan tôi à, nghe nói nhiều người học giỏi lắm. Trời vậy luôn á hả? Nghe tôi hồi. Vậy luôn á hả? Ok. Vô duyên tự nhiên. Rồi. Trời, vô duyên vậy. Vô duyên, ai vô duyên đâu. Xây cái nhà nhỏ nhỏ tôi bà sống ha. Bây giờ nhỏ nhỏ thôi, càng về sau mà mình có nhiều người ủng hộ mình xây to với cái biệt thự luôn. Xây nguyên một cái tòa lâu đài trên đây luôn. Đó. Ôi trong đây có quá trời đồ ăn đồ luôn nè, lụm. À, xong. Có cái trứng đó nè, có trứng heo đồ đó nè, tí nữa mình lấy mấy con heo ra mình nuôi. Đó. Có trứng gà, trứng heo nè. Ơi bây giờ bà qua bà farm đá đi để tôi xây nhà ở đây. Ơi Sammy ơi, tôi hết đá rồi Sammy ơi. À trời. Vậy đào thêm tôi có 10 cục đá nè, không cần không? Đưa đây. Cần đào thêm không? Cần đào thêm, đào nhiều vô nha. Tôi đang cần đá đó, để tôi xây tiếp cho xong cái nhà nè. Bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình gọi là hàng rào các bạn ơi, để mình đặt lên trên nhà nha. Mình chặn lại không, để có gì mình leo lên lầu á, mình sẽ không bị té các bạn ạ. Rồi, leo lên nè. Rồi ok, bây giờ là lắp hàng rào cho nha các bạn. Nhà của mình nhìn coi bộ cũng khá là đẹp đó nha. Ồ. Rồi. Đó. Rồi, hợp lý. Bây giờ là có lầu luôn các bạn ơi, nhà có lầu luôn nè. Đó, dưới đây thì là phòng ở bên dưới, cái này là phòng khách. Đó, hợp lý quá luôn. Bây giờ quên chế cái cửa nữa chứ. Sao có cỏ này vậy? Rồi, chế cho mình thêm cái cửa nữa. Nhà là phải có cửa các bạn ơi, không thôi là ăn trộm nó vô sao đúng không? Rồi. Cái thế giới này có trộm đâu trời ơi. Không, tôi nói vậy thôi, nhưng mà nhà phải xây phải có cửa chứ cho nó đẹp. Rồi, bên đây nữa. Đập làm cửa sổ. Đó, cửa sổ. Rồi. Tiếp theo nữa là sẽ là cửa bên ngoài. Đây, mình sẽ lấy cái cửa. Rồi. Lắp vào đây. Đó. Nguyên một cái nhà to đùng. Còn Sammy từ nãy giờ tôi kêu bà xây cái khu vườn sao rồi? Nè, sau lưng mẹ đó thì chưa. À, bên đấy hả? À? Ồ. Nguyên một cái vườn lúa đây. Luôn. Ở đây phải từ hình như là nhà mình có phân bón á. Mình lấy mình bón lên là cây nó lớn lên á. Đó. Đó. Từ để coi đây phân nè. Đó có phân đây nè. Đó xuống đây lấy phân bón vô cây nè thấy không? Đó bón vô cây. Đó. Nó mọc lên thấy không? Ủa mấy cái đó bỏ được luôn hả? Tôi tưởng là phân không làm gì để tôi vứt hết rồi. Trời ơi, bà nghĩ sao bà vứt vậy trời? Cái này nó giúp cho bón cây đó, thấy không? Đó, chính hết rồi nè. Bên đây tôi nghĩ là mình nên xây một cái chỗ để nuôi bò luôn đi. Tôi có rất là nhiều trứng bò, trứng heo nè. À, không, tôi nuôi heo trước này. Đi. Tôi có hai cái thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xây một cái chỗ để nuôi heo nha các bạn. Qua đây nè, còn bên đây cũng xây luôn. Rồi, ok. Cái chuồng này để nuôi heo đi, nuôi heo tốt hơn. Đó, ok. Chỗ này nhảy ra ngoài được nè, cho nên là mình sẽ chặn lại không cho mấy con heo nó nhảy ra ngoài các bạn ơi.
chặn lại. Rồi bên đây chặn lại luôn. Thắp đuốc đây nè. Đó, quá sáng luôn. Rồi bỏ mấy con heo vô. Một con, hai con, ba con. Tôi bốn có một con. Không có nhiều vậy. Ok, chúng ta được bốn con heo bạn ơi. Quá đỉnh luôn, thấy không? Một chuồng heo, rồi thêm một cái chỗ là nguyên một cái ruộng lúa nè. Rồi bên này còn có thêm một ngôi nhà để ở. Quá hợp lý. Vậy coi như là chúng đúng rồi, chúng ta đã có thể sinh tồn được trên thế giới này các bạn. Rồi, còn chỗ này nè, mình thấy để ý từ nãy giờ mình để ý nha, là mình thấy có một cái nhà ấy nè các bạn, có một cái nhà bằng két dưới đây nè. Chắc có lẽ tập sau bọn mình sẽ đi thám hiểm thử cái nhà này. Ok, và mấy bạn thấy video này của mình hôm nay có vui không nào? Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy Đào để đăng ký ủng hộ cho Sammy Đào cùng với các thành viên của team Hero đó nha. Ok, và bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Mình sẽ kết thúc clip tại đây đây. Bye bye, yêu anh em vãi đồi, tạm biệt.